Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Angola do Đại sứ quán Angola tại Việt Nam phối hợp tổ chức với Cục Đầu tư Tư nhân và Xúc tiến Thương mại Angola, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn nhằm mục tiêu tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu, đầu tư thương mại du lịch, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Angola. Diễn đàn cũng cung cấp thông tin đầy đủ, bức tranh tổng thể về thị trường Angola cho các doanh nghiệp và địa phương Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Angola. Diễn đàn này nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola dự kiến diễn ra trong năm 2022 tại Angola. Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam nhận định, mặc dù kinh tế thế giới vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Angola vẫn khẳng định được tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Cụ thể, trong năm 2021, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam Angola đạt 54,6 triệu đô la Mỹ, tăng 92% so với năm 2020 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2022. Ngoài ra, diễn đàn năm nay còn có các diễn giả, chuyên gia cao cấp của Việt Nam và Angola đến từ các bộ ngành và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch để cùng chia sẻ, phân tích và cung cấp thông tin hữu ích về tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như tiềm năng, triển vọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác trong tương lai, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới. Diễn đàn đầu tư thương mại du lịch đối tác vì sự phát triển bền vững là sự kiện kinh tế quy mô lớn đầu tiên giữa Việt Nam và Angola nhằm thể hiện quyết tâm đưa quan hệ hợp tác của hai nước đi vào chiều sâu, mở ra thị trường và cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.